Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11, bài giảng sinh học 8. Hôm nay cô và các em sẽ cùng ôn tập để chuẩn bị kiểm tra giữa học kỳ 2 nhé. Nội dung ôn tập gồm có tất cả là 5 bài học. Bài thứ nhất là bài số 38, bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu. Bài 41, cấu tạo và chức năng của da. Bài 47, đại não. Bài 49, cơ quan phân tích thị giác. Và bài 50, vệ sinh mắt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chi tiết của từng bài nhé. Bài thứ nhất là bài 38, bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu. Bài này gồm có hai phần. Phần đầu tiên là phần 1 la mã, bài tiết. Ở phần này các em sẽ nắm được thứ nhất là khái niệm bài tiết. Thứ hai là các cái sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gồm có mồ hôi, khí carbonic và đặc biệt là thận sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bài tiết nước tiểu. Tiếp theo là phần 2 la mã, cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu. Thì ở phần hệ bài tiết nước tiểu sẽ gồm có tất cả là 4 bộ phận chính, gồm có thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái. Thì trong đó thận là quan trọng nhất. Thận sẽ gồm hai quả với khoảng 2 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và tạo thành nước tiểu. Bài tiếp theo là bài 41, cấu tạo và chức năng của da. Bài này thì cũng gồm có hai phần ha. Phần thứ nhất là phần 1 la mã, cấu tạo của da. Thì các em phải nắm được là cấu tạo của da sẽ gồm có tất cả là 3 lớp. Lớp biểu bì, lớp bì và lớp mỡ dưới da. Ở lớp biểu bì thì gồm có hai tầng là tầng sừng xếp ở ngoài cùng và rất là dễ bị bong ra, gồm những cái tế bào chết. Và tầng tiếp theo bên dưới tầng sừng sẽ là tầng tế bào sống để tạo ra tế bào mới. Lớp thứ hai là lớp bì thì gồm có các cái bộ phận thụ quan, tuyến mồ hôi, tuyến nhờn, lông và bao lông, cơ co chân lông, mạch máu để giúp da thực hiện những cái chức năng khác nhau. Và cuối cùng là lớp mỡ dưới da thì nó sẽ có chức năng đó là dự trữ mỡ cũng như là cách nhiệt. Về chức năng thì da thứ nhất là tạo nên vẻ đẹp của con người. Thứ hai là da sẽ có chức năng bảo vệ cơ thể, điều hòa thân nhiệt, bài tiết và tiếp nhận kích thích. Bài tiếp theo là bài 47, đại não. Bài này cũng gồm có hai phần. Phần thứ nhất, 1 la mã, cấu tạo của đại não. Đại não sẽ được cấu tạo bởi chất xám nằm bên ngoài và chất trắng nằm bên trong. Đầu tiên là cấu tạo của chất xám, thì chất xám sẽ tạo thành lớp vỏ não. Nó dày khoảng 2-3 mm và trên bề mặt của vỏ não sẽ có nhiều khe và rãnh cũng như là các cái khúc cuộn để làm tăng diện tích não và chia vỏ não ra thành 4 thùy là thùy trán, thùy đỉnh, thùy chẩm và thùy thái dương. Vỏ não là trung khu của các phản xạ có điều kiện và nó điều khiển những hoạt động có ý thức và tư duy. Về chất trắng thì chất trắng nó sẽ nằm bên dưới vỏ não, là những đường thần kinh nối những cái phần của vỏ não với nhau và với những cái phần dưới của hệ thần kinh. Và hầu hết những cái đường này khi đi xuống thì nó đều bắt chéo ngay tại hành tủy hoặc tủy sống. Và chính điều này dẫn đến việc là phân nửa bán cầu não phía bên phải sẽ điều khiển các cơ quan bộ phận ở phía bên tay trái và ngược lại. Phần thứ hai là sự phân vùng chức năng của đại não. Thì ở vỏ não sẽ chia làm các cái vùng khác nhau. Vùng cảm giác là ở hồi đỉnh lên, vùng vận động hồi trán lên, vùng thị giác nằm ở thùy chẩm, vùng thính giác và vị giác nằm ở thùy thái dương. Ngoài những vùng trên, ở người còn có thêm vùng vận động ngôn ngữ, vùng hiểu tiếng nói và vùng hiểu chữ viết. Bài tiếp theo là bài 49, cơ quan phân tích thị giác. Bài này sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất, cơ quan phân tích. Thì cơ quan phân tích sẽ gồm có 3 thành phần. Thứ nhất là các tế bào thụ cảm nằm trong cơ quan thụ cảm tương ứng. Phần thứ hai là dây thần kinh cảm giác. Và phần thứ ba là vùng vỏ não tương ứng. Chúng ta đi vào phần thứ hai, cơ quan phân tích thị giác. Thì trong cơ quan phân tích thị giác nó cũng gồm có 3 phần.
Phần thứ nhất là các tế bào thụ cảm thị giác nằm trong màng lưới ở cầu mắt. Tiếp theo là dây thần kinh thị giác, dây số 2. Và phần còn lại là vùng thị giác nằm ở thùy chẩm. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về cấu tạo cầu mắt. Thì từ ngoài vào trong, cấu tạo cầu mắt sẽ gồm có 3 lớp màng. Lớp thứ nhất ngoài cùng là màng cứng bảo vệ, và ở phía trước là lớp màng giác trong suốt để ánh sáng đi qua. Lớp thứ hai là lớp màng mạch, bên trong có nhiều mạch máu và những cái tế bào sắc tố đen. Lớp trong cùng là màng lưới, có các cái tế bào thụ cảm thị giác. Ngoài ra thì môi trường trong suốt là ở trong cầu mắt gồm có thủy dịch, thể thủy tinh và dịch thủy tinh. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu cấu tạo của màng lưới. Thì màng lưới, trên màng lưới nó sẽ có các tế bào thụ cảm thị giác, và nó gồm có hai loại tế bào thụ cảm thị giác chính. Thứ nhất là tế bào nón, là cái tế bào giúp chúng ta tiếp nhận kích thích ánh sáng mạnh và màu sắc. Còn tế bào thứ hai là tế bào que, sẽ giúp chúng ta tiếp nhận kích thích ánh sáng yếu để nhìn rõ về đêm. Ngoài ra thì chúng ta còn có hai cái điểm, đó là điểm vàng và điểm mù. Điểm vàng là cái nơi tập trung nhiều tế bào nón và nó nằm ở sợi trục. Do đó nếu hình ảnh của vật mà rơi vào điểm vàng, chúng ta sẽ thấy vật rõ nhất. Còn điểm mù là nơi đi ra của sợi trục các tế bào thần kinh thị giác. Và ngay tại điểm mù không có tế bào thụ cảm thị giác, cho nên nếu hình ảnh của vật rơi trúng điểm mù thì chúng ta sẽ không nhìn thấy vật. Tiếp theo là sự tạo ảnh ở màng lưới. Thì ta nhìn được là nhờ những cái tia sáng phản chiếu từ vật đi tới mắt, và sau đó nó sẽ đi qua thể thủy tinh tới màng lưới. Tại màng lưới thì nó sẽ kích thích các cái tế bào thụ cảm ở đây và truyền về trung ương, cho ta nhận biết được về hình dạng, độ lớn và màu sắc của vật mà ta nhìn được. Bài tiếp theo là bài 50 vệ sinh mắt. Đầu tiên là các tật của mắt. Thì gồm có thứ nhất là tật cận thị. Thì cận thị là tật mà mắt chỉ nhìn rõ được các vật ở gần. Nguyên nhân thì có hai nhóm nguyên nhân. Nhóm nguyên nhân thứ nhất bẩm sinh là do đường kính cầu mắt dài. Nhóm nguyên nhân thứ hai là do tật xấu, đọc sách chỗ tối, xem tivi, xem điện thoại quá nhiều, làm cho thể thủy tinh quá phồng. Cách khắc phục là đeo kính mặt lõm, hay còn gọi là kính phân kỳ, kính cận. Tật thứ hai của mắt là viễn thị. Thì viễn thị là tật mà mắt chỉ nhìn rõ được các vật ở xa. Nguyên nhân về bẩm sinh là do đường kính cầu mắt ngắn. Còn nguyên nhân thứ hai là ở người già, thể thủy tinh sẽ bị lão hóa cho nên mất tính đàn hồi. Muốn khắc phục được tật viễn thị, chúng ta cần đeo kính mặt lồi, hay còn gọi là kính hội tụ, kính lão. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu các bệnh của mắt. Thì gồm có bệnh đau mắt hột. Bệnh đau mắt hột nguyên nhân là do một loại virus gây ra, lây lan do dùng chung khăn với người bệnh hoặc là tắm rửa trong ao tù hãm. Triệu chứng là mặt bên trong của mí mắt sẽ có nhiều hột nổi cộm lên, và khi hột vỡ ra sẽ làm thành sẹo, cọ sát, làm đục màng giác và sẽ dẫn tới mù lòa. Vậy thì chúng ta phải làm sao để bảo vệ được các mắt khỏi các bệnh và các cái tật? Thứ nhất là chúng ta nên giữ khoảng cách hợp lý khi đọc sách, tránh đọc chỗ thiếu ánh sáng hoặc là lúc đi trên tàu xe bị sốc. Thứ hai là chúng ta nên hạn chế xem tivi, điện thoại hoặc là màn hình vi tính quá nhiều. Thứ ba là chúng ta nên rửa mắt thường xuyên bằng nước muối loãng và không dùng chung khăn. Và cuối cùng chúng ta nên bổ sung vitamin A. Hướng dẫn về nhà. Về nhà các em học cho cô các bài đã được dặn để chuẩn bị kiểm tra giữa học kỳ. Hình thức kiểm tra là tự luận và thời gian làm bài là 45 phút. Bài ôn tập đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em ở video clip lần sau. Chúc các em làm bài thật tốt.